Becamex Tokyo, hành trình 10 năm xây dựng đô thị tại thành phố mới Bình Dương. 10 năm trước, thành phố mới vẫn còn là một bãi đất trống và không có người ở, mặc dù là một đô thị được quy hoạch bài bản bởi tổng công ty Becamex với Đại học Quốc gia Singapore, nhưng nơi đây vẫn gặp rất nhiều thách thức, bởi để phát triển nó, cần có những tập đoàn phát triển đô thị lớn, có tầm nhìn cũng như kinh nghiệm phát triển đô thị dài lâu trên thế giới. Và như chúng ta biết, các tập đoàn như vậy trên thế giới không nhiều và tại Việt Nam hầu như là không có. Vào năm 2012, tập đoàn Tokyo với 100 năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại Nhật Bản, đặc biệt trong việc kiến tạo đô thị mới, đô thị vệ tinh, đã có cơ duyên biết đến thành phố mới. Và không mất nhiều thời gian, Tokyo đã quyết định đầu tư hơn 1 tỷ USD vào thời điểm ấy để phát triển thành phố mới, vì những tiềm năng và quy hoạch bài bản khó tìm thấy được ở một thành phố nào khác tại Việt Nam. Chính từ đó, nền móng cho một đô thị bền vững, đô thị Tokyo Garden City đã được chính thức bắt đầu. Becamex Tokyo trong chiến lược những năm đầu tiên đã quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái đô thị bền vững, đó là vừa phát triển xây dựng các dự án nhà ở Sora Gardens 1 và Haruka, vừa phát triển thương mại Hikari giai đoạn 1 và đưa hệ thống xe bus Kaze kết nối thành phố Thủ Dầu Một với thành phố mới. Một quyết định đầu tư khiến nhiều người hoài nghi về sự thành công, vì khi đó thành phố mới chưa có đến 1.000 cư dân sinh sống. Nhưng bằng chiến lược rõ ràng, Becamex Tokyo đã dần chứng minh được chiến lược xây dựng đô thị của mình ngày càng đi đúng hướng với các thành tựu nổi bật. Năm 2015, khánh thành Sora Gardens 1 và khu thương mại Hikari giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng xe bus Kaze với hơn 6 lộ trên tuyến. Năm 2016 đến năm 2018, khánh thành khu nhà ở Haruka tại khu đô thị lớn nhất của Tokyo Garden City, Midori Park. Năm 2018, khánh thành trường quốc tế Việt Hoa. Năm 2019, khánh thành khu thương mại Midori Park Square và chung cư cao cấp Midori Park The View. Năm 2021, khánh thành chung cư cao cấp Sora Gardens 2 và khởi công khu thương mại Sora Gardens SC. Khánh thành khu thương mại Hikari Expansion trong quý 4 với các thương hiệu quốc tế như Pizza for Bees, Starbucks. Tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng mang tính quốc tế giúp đô thị mới bắt rễ được sâu hơn với người dân khi bắt đầu sinh sống tại đây như lễ hội Nhật Bản, giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13, lễ hội Đài Loan, lễ hội bia thủ công, khiến cho thành phố mới đã thực sự thay đổi nhận diện sau 10 năm, trở thành một đô thị có số lượng chuyên gia nước ngoài đang sinh sống lớn nhất tại Bình Dương với hơn 26 quốc tịch, có hệ thống xe bus chuẩn Nhật đầu tiên tại Việt Nam, có hơn 3 khu thương mại đang hoạt động, có hệ thống trường quốc tế và tư thục nổi trội nhất tại Bình Dương, có giá trị cho thuê bất động sản lớn nhất tại Bình Dương, và là một thành phố đại diện cho sự phát triển của Bình Dương, trở thành niềm tự hào trong lòng người dân thành phố mới nói riêng và người dân Bình Dương nói chung. Chúng tôi không ngừng mang đến nỗ lực cải tiến chất lượng cuộc sống theo thời gian, theo tiêu chí của tập đoàn để làm hài lòng hơn những cư dân tương lai đã tin tưởng chọn dự án của chúng tôi làm nơi an cư lạc nghiệp. Chào đón năm thứ 10 hiện diện tại thành phố mới, Becamex Tokyo cho ra mắt dự án chung cư cao cấp thứ 4 Midori Park The Glory liên doanh với tập đoàn phát triển đô thị NTT Nhật Bản. Chúng tôi cùng NTT eAsia đưa vào hệ thống Wi-Fi đám mây để tiếp tục dẫn đầu về phong cách sống tại đô thị thông minh.日本ではギガラクWi-FiとうちではJWi-Fiのブランド名でサポート付きお任せ型サービスとしてクラウドWi-Fiサービスを提供しており、 Becamex Tokyo 様のサービスアパートメントでも多数ご利用いただいております。マンション共用施設への提供は今回が初めてとなりますが、居住者の皆様が安心安全にお使いいただけ、また多様な働き方にも対応できる通信環境を提供させていただきます。 Cư dân The Glory không chỉ sẽ được tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái đô thị mà chúng tôi đã nỗ lực kiến tạo trong 10 năm qua như thương mại, giáo dục, y tế, thể thao mà còn nhận được những cải tiến tuyệt vời chưa từng có của Becamex Tokyo như dự án có diện tích cảnh quan và tiện ích công cộng lớn nhất, dự án có điều kiện bàn giao tốt nhất, dự án có thiết kế ưu việt nhất, dự án nằm trong khu đô thị xanh lớn nhất.
Với Becamex Tokyo, Midori Park The Glory không chỉ là một dự án đánh dấu 10 năm phát triển đô thị tại thành phố mới, mà còn là dự án đại diện cho một kỷ nguyên phát triển đô thị bền vững mới mà chúng tôi đã cam kết tại đây. 10 năm nỗ lực của Becamex Tokyo đã được ghi nhận bằng tiếng nói của chính các cư dân, chuyên gia đã chọn dự án của Becamex Tokyo làm nơi sinh sống và làm việc. Midori Park is a very unique establishment. It has the urban living style while maintaining the warmth of Vietnamese culture. The green environment is nicely maintained with trimmed trees, organized flowers, and safe walkways. Whether for expats who are living alone or for families with children, the environment brings a lot of joy to people. 私自身は食住近接の観点から迷うことなく新都市居住者となりました。すでに3年以上経ちますが、近隣にクリニックのある安心感、新都市内の飲食店の拡充、旧市街やホーチミン市への交通の利便性は非常に大きなメリットだと思います。住まわれる方への今回プロジェクトチームの目標としましてはベターライフ、これはベガメックス東急のミッションの一つであります。皆様にとってより良い環境の中で日常の生活ができるファシリティを校庭内に、なおかつ目標としているクオリティに合った最終的なプロジェクトが提供できると考えています。現在のプロジェクトチームの状況からその目標は達成でき、皆さんにきっと満足される住居環境をお届けできると考えています。ベカメックス東急の管理チームはこれまでの実績に加えて現在管理している物件と連携を持ってザ・グローリーの管理に従事してまいります。共用施設がいつまでも楽しく皆様にご利用いただけるように、そして安全で安心した生活が過ごせる空間を提供してまいります。